chơi nguyên nhá. Làm chưa kịp thì khách lại đến chờ rồi. Dân rất thích ăn bánh xèo mực chiên giòn, tôm chiên giòn. Làm luôn tay luôn chân. Hai người, đấy một người làm không kịp, bây giờ phải tăng cường thêm một người nữa. Đây một chiếc bánh xèo như vậy là mấy ngàn đấy cô? 4.000 thôi hả? Wow. Chỉ có 4.000 một chiếc bánh xèo như thế này thôi các bạn. Ngày Tết mà cũng chỉ bán có 4.000 thôi hả? Ngày thường thì 10.000 ba cái. Wow. Này mà ở trong Bình Dương hay Sài Gòn là phải rẻ thì cũng 5 hoặc 6.000. Ở chỗ mắc thì phải bán 10.000 một chiếc này. Rẻ bất ngờ luôn. Trung bình có mấy phút là bánh xèo nó chín cô? Nhưng mà khoảng 3-5 phút là nó chín ha? À cháy luôn hả? Tôi thấy quay đi quay lại 2-3 phút là thấy chín luôn rồi. À tùy lửa điều chỉnh nhá. Wow, đẹp chưa này? Cái này là phải làm quen tay lắm mới làm được chứ hả? Chứ không kịp là nó cháy hả? Mấy chục năm rồi. Hai tay liên tiếp nha. Nhìn chóng hết cả mặt. Đứng nhìn mà thấy tay chóng cả mặt luôn.
làm như làm siếc luôn rồi. Phải tay thật quen. Mắt. Nhanh mắt, nhanh tay. Các cái động tác phải đều. Vừa nhấc cái nắp ra và vừa đồng thời là tay kia là phải lại phải vừa đổ bọt vô nữa. Khi mà cái bánh chín thì lại phải gắp ra chứ không nó cháy mất. Làm liên tục. Rồi, xin kết thúc cái video ở đây. Bạn nào là thích ăn bánh xèo, có dịp về Ninh Thuận thì ghé ở đây là Phước Đông 1 nha. Đó, Phước Đông 1, Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận này. Đó, cái quán bánh xèo đối diện cái tiệm sửa xe này. Để thưởng thức món bánh xèo với các cái hương vị, các cái gia vị của cái vùng quê Ninh Phước, Ninh Thuận.